VTV 53 năm đồng hành cùng khán giả. Trong đợt kỳ này của chương trình kỳ diệu thì cá nhân tôi nhận thấy một điều là khi càng có nhiều tiếng vỗ tay của các khán giả tại trường quay thì những người chơi càng có một động lực, sự tự tin và cả những cái kỳ tích mà họ có thể tạo ra trong cuộc đua để giành được quyền vượt qua và họ tiến trình bước vào một người đặc biệt. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng kỳ vọng sự cổ vũ như thế từ các khán giả tại trường quay cũng như là sự theo dõi được nhiệt tình của quý vị khán giả thông qua truyền hình. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với ba người chơi và xin mời Hồng Nhung trở lại. Món bánh đầu tiên với mục đích mang lại à, hóa ra là hai anh em là mưa dạ sâu à. Anh em nào? Trải nghiệm sự bình yên và ngập tràn tình yêu giữa màu xanh muôn ngàn cây lá của núi rừng Đông Bắc. Thiên nhiên, tình yêu và sự tự tại là những điều luôn có sẵn ở đây. Mỗi hơi thở hay mỗi bước đi đều tràn ngập sự an yên, niềm vui và thanh bình.
cảm nhận một Hà Giang đẹp lãng mạn như truyền thuyết ở thiên đường tình yêu. Sao với tôi nào khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Vietnam. Cho gia đình yêu thương. Lối sống công nghiệp, cánh đàn ông thường xuyên sử dụng rượu bia khiến gan nhiễm mỡ, nóng gan, gan nhiễm độc. Đã có Canzoucon, sản phẩm của Genki Farmi, thương hiệu thực phẩm chức năng đến từ Nhật Bản, hỗ trợ giải độc gan, giảm mệt mỏi. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nghe vàng dành sông núi hữu tình, tay chạm đến tinh hoa nghệ thuật, mắt ngắm nhìn tuyệt tác mẹ thiên nhiên, tâm an lạc nơi bồng đài hướng Phật. Tam Chúc Hà Nam hướng về miền di sản. Chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 29 tháng 1 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra làm việc về tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2022 vượt ngưỡng hơn 1 tỷ đô la Mỹ, kỷ lục từ trước đến nay. Tiến trình xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển đã tạm dừng do căng thẳng giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ. Những bé sinh non nhẹ cân được nuôi dưỡng thành công ở tuần 24 đến 25 đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực sinh sản và sơ sinh của Việt Nam. Kính thưa quý vị, từ ngày mùng 4 Tết đến nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tục đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Vào đầu năm ngoái, trong chuyến kiểm tra xuyên Tết Nhâm Dần ngay tại các công trường dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, Thủ tướng đã tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến nguyên vật liệu, cơ chế, chính sách, vốn vay ngân hàng. Và sau một năm, những chỉ đạo kịp thời đó đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Nhiều dự án vượt tiến độ đã thông tuyến và chuẩn bị đi vào khai thác trong vài tháng tới đây. Vâng, còn trong hôm nay, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng tiếp tục đi kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, một dự án trọng điểm quốc gia. Cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.